Mặc dù 6 giờ sáng mới đến giờ làm việc, nhưng ngay từ 5 rưỡi sáng đã có gần 100 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến xếp hàng để lấy số khám tại khoa khám bệnh, bệnh viện ca cơ sở 1 Quán Sứ. Trước thực trạng có bệnh viện xuất hiện lôi kéo bệnh nhân khám tại các phòng khám tư, tiêu tốn nhiều tiền mà không đúng chất lượng, cơ sở 1 bệnh viện ca đã quyết định đổi giờ khám sớm hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cái thứ nhất đối với việc đẩy giờ khám sớm, người bệnh sẽ không phải chờ đợi lâu. Cái thứ hai nữa là người bệnh không bị các yếu tố ảnh hưởng phía bên ngoài là nạn cò mồi dẫn sát và mồi chài người bệnh ra phía ngoài để là thiệt hại về kinh tế và không đáp ứng được về mặt chuyên môn cho người bệnh. Ngoài ra thì mục đích của bệnh viện ca thì muốn phục vụ làm sao tốt nhất cho người bệnh. Người bệnh được khám hết trong ngày và ở các tỉnh xa người bệnh không phải chờ đợi lâu. Bên cạnh việc đẩy giờ khám bệnh sớm hơn, bệnh viện ca kết hợp cùng với chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn và xử lý nạn cò bệnh viện. Ngoài những biện pháp là đẩy giờ làm sớm, thì bệnh viện ca có những cái truyền thông tại các cổng bệnh viện và phía ngoài của cả đường Hai Bà Trưng và đường Quán Sứ. Kèm theo đó là có bano ghi rõ rõ các địa chỉ của bệnh viện ca để làm sao người bệnh có thể nhìn rõ và tránh những nạn cò mồi. Cùng với những biện pháp đó thì bệnh viện có phối hợp với công an phường, công an quận để làm sao phối hợp chặt chẽ và đảm bảo cho an ninh phía bên ngoài cho người bệnh. Hiện bệnh viện ca có 3 cơ sở chính thức là cơ sở 1 ở Quán Sứ, cơ sở 2 ở Tam Hiệp Thanh Trì và cơ sở 3 ở Cầu Bưu. Bệnh viện không có phòng khám ngoài, không công nhận xét nghiệm của các phòng khám bệnh viện không ký kết hợp tác. Bệnh viện ca lưu ý bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần nâng cao cảnh giác để phòng những lời dụ dỗ từ cò bệnh viện, tránh tiền mất tật mang.